mỗi ngày có thể kiếm tiền hoặc là tạo sự nghiệp lớn lao trong cuộc đời nhưng mà cái mà mình cầm theo được là mỗi ngày mình niệm Phật đó quý vị nhớ nghe mỗi ngày mình tu tập gì chứ cái này là nó đi theo mình đó. theo mình đời đời kiếp kiếp luôn giống như cái chủng tử thiện căn này là nó theo mình đời đời kiếp kiếp còn cái tiền bạc vật chất mình có cố công tạo ra nhưng mà nó là cái bên ngoài nó là một phương tiện sử dụng nếu như uh, sử dụng được thiện thì là tốt nhưng nếu nó mà uh, sử dụng ngay cái điều không tốt thì nó là xấu nên uh, cái niệm phật này là cái đi theo mình và nó là chủng tử để giúp cho mình giác ngộ và đi đến giải thoát. Nên có một vị tổ sư, ngài đi đến một cái nơi nọ, ngài muốn đem pháp môn tịnh độ giới thiệu, thì bắt đầu từ con nít, bắt đầu ngài dạy nít niệm phật ngài cho tiền là khuyến dụ sách tấn, phương tiện thiện xảo. Ngày Kêu nó niệm Phật này cho tiền Từ một đứa Từ từ cái nhiều đứa, nhiều đứa, nhiều đứa, nhiều đứa Nó gieo thành chủng tử Cái con nít mỗi lần mà gặp ngài là nó kêu Ai với đào Phật, ai với đào Phật đến kìa Ai với Đà Phật đến kìa gì đó. Rồi từ từ nó lan tỏa ra cả cái xóm đó Người ta đều biết niệm Phật Người ta đều biết niệm Phật Nên cái chủng tử đó đó là cái thiện căn Mấy vị biết rằng cái chủng tử Phật gieo vào thành thiện căn đó Đây là đại thiện căn Nhớ kỹ nghe Đại thiện căn Thí dụ như mình gieo một cái điều thiện bình thường Thì giỏi là tiểu thiện căn thôi Nhưng mà mình dạy người ta niệm Phật Nghe được câu vật hiệu gọi là đại thiện căn Nằm trong chủng tử đó Giống như câu chuyện mà Như Đức đã từng kể rằng là Một người này đi trong khu rừng mà gặp một con cọp nó dược leo lên cây niệm mô phật thôi mà cái chủng tử thành đại thiện căn và nhiều đời nhiều kiếp khi sinh trong thời đức thích ca mâu ni như vậy mà nhờ cái duyên đó và được quy y và được đức thích ca mâu ni xuất gia và tu hành chứng quả chỉ có chữ mô phật gieo vào cái chủng tử thành đại thiện căn nằm hoài không mắt nên chúng ta hôm nay á, mà nghe có vật hiệu á, bị nhớ mà chúng ta thích cũng là nhờ gieo cái thiện căn của nhiều đời nhiều kiếp nên hôm nay mình mới được nghe câu Phật hiểu và thích Nó giống như đại lão và thượng tịnh không ngày giảng ngày nói có một vị cư sĩ này rất giỏi ông dẫn chúng tu giống như những đức bây giờ nè dẫn chúng tu nè Khuyên người niệm phật và thượng tịnh không cũng rất tôn trọng nhưng sau khi cuối cuộc đời của ông khi gần chết người ta niệm Phật hộ niệm cho ông Ông kêu im đi đừng có niệm nữa Chán quá Thì đại, mà, đại lão và không Ngày giảng đoạn này ngày nói rằng Vì sao Thường khuyên người ta niệm Phật Mà cặn tử nghiệp lại bị như vậy Tại vì sao Vì họ chỉ có niệm Phật Mà họ không biết gây dựng tính nguyện niệm Phật Họ biết niệm Phật là tốt Nhưng họ không quân tập niệm Phật nên khi cặn tự nghiệp cái chủng tử nào mạnh nhất nó sẽ chiếm ưu thế. Nhớ kỹ nha Mình mà mỗi ngày không dày dựng tính nguyện niệm Phật cho thật là kiên cố thì khi cặn tự nghiệp cái ưu thế nào mạnh nhất nó sẽ phát ra trước. Thí dụ như có những người người ta cũng niệm Phật. Nhưng đối với gia đình, đối với của cải, đối với vật chất, đối với con cháu, người ta rất nặng nề. Cực kỳ nặng nề. Có những người mình nói rằng ủa tại sao người này niệm Phật mà cuối cuộc đời chết không được tốt? Tại vì người này cũng niệm Phật Nhưng họ gieo chủng tử thiện căn Nhưng họ phát ra Là cái tâm ái nhiễm nặng nề Những cái điều họ Dính mắt nặng nhất cứ cõi này Là cái ngoại cảnh bên ngoài Không phải là tính nguyện niệm Phật kiên cố Nên chúng ta cùng với lục đạo lưng hồi Cùng Tiến đến một hướng Nhưng chỗ nào hướng trước nhất Thì chúng ta đi vào đó trước nhất Thí dụ như mình niệm Phật cùng với tham sân si cùng tiến trên một đoạn đường nếu như cái tính nguyện niệm phật chúng ta cực kỳ mạnh thì chúng ta sẽ được giảng sinh trước còn nếu như tham mạnh sân mạnh si mê mạnh thì ba điểm đó là đi chúng ta tiến thẳng vào tam độ ác đạo nên mỗi ngày mình niệm phật mình phải xem lại là cái tâm tham sân si cái tâm ngũ dục lục trần ở cõi này chúng ta có bám giữ mạnh không hay là có vật hiệu tính nguyện mạnh nên cần phải gây dựng tính nguyện cho cực kỳ mạnh khi tính nguyện mình cực kỳ mạnh rồi thì cái ngũ dục lục trần cái tham sân si nó sẽ không chuyển hóa được thì vị nhớ rằng khi cái tính nguyện niệm phật mình cực kỳ mạnh thì mình có thể chuyển hóa được những thứ đó những thứ đó vừa đến là mình chuyển hóa rất mạnh thí dụ như buồn giận hẳn trách vừa đến mình ai với đà phật chuyển hóa tham sân si vừa đến mình chuyển hóa rất nhanh tình cảm vừa đến mình chuyển hóa rất nhanh có nghĩa là trong cõi này thì chúng ta không thể nào đá đổ mấy thứ đó được vì mình đang sống với nó Không đá đổ được Đá đổ thì không có hữu tình chúng sanh Không có giúp được chúng sanh Nhưng mình cùng sống với nó Nhưng mình biết nó là vô thường Nó là không thật Nhưng mình gây dựng câu Phật hiệu cho cực kỳ mạnh Thì chỗ này nó sẽ chuyển hóa được những thứ Tham sân si và ngũ dục lục trần của chúng ta được Nên câu Phật hiệu mình mỗi ngày Niệm, thích và phải gây dựng Tính nguyện cho cực kỳ kiên cố Gọi là trí tâm tính ước nên một câu vật hiệu này mình luyện lâu ngày với vị biết không nó giống như nó quân tập thành nhất môn nhất tâm nhất hướng Chiên nhất thì nó nó trở thành một cái lực lượng niệm phật cực kỳ mạnh còn nếu như mà người mà niệm phật mà chúng ta mà không gầy dựng cái mà trí tâm kiên cố nghe mà bữa nay môn này ngày má ngày mốt môn nọ bữa kia môn khác nó đổi thường xuyên thì quý vị có vật hiệu này bị rất dễ bị chuyển hóa hoặc là có những người người ta nói một câu vật hiệu chưa đủ Nên chưa tổ sư nói rằng chưa đủ Chưa đủ với người chưa đầy đủ tính nguyện Một câu vật hiệu đủ Đủ với những người thật sự tình. Nó quý vị coi nguyện thứ 18 rõ ràng khi cẩn tử nghiệp chỉ cần niệm từ 1 niệm đến 10 niệm thì Phật ấy đã tiếp dẫn giải sanh. Mà niệm gì? Niệm A Di Đà Phật. Nên mình phải gây dựng tính nguyện cho cực kỳ mạnh và lòng tin Phải cực kỳ kiên cố Đừng bao giờ cho rằng chưa đủ Đừng bao giờ cho rằng là chưa đủ Nên cuộc đời những đức niệm Phật có nghĩa là Dù như đức gặp sự cố gì Thì những đức cũng bám chắc câu Phật hiểu thôi Dù có trở ngại chung trùng Những đức cũng bám chắc câu Phật hiểu thôi Dù có trở ngại gì Những đức cũng bám chắc một câu Phật hiểu Chứ không có nói rằng là mình thêm cái gì Để 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 gọi là cho nó tiêu trừ cái nghiệp đi Rồi hãy niệm Phật Không phải những đức tin một câu vật hiệu có thể đủ tiêu trừ Có thể đủ quá dài Nên mới nói rằng là niệm Phật một câu phước sanh vô lượng Lễ Phật một lễ tội diệt hà sa Phước sanh vô lượng là nghĩa là Cái phước của người niệm Phật là họ Thường được an tâm Quý vị thí, thí nghiệm thử đi Dù là quý vị gặp sự trở ngại nhưng tâm quý vị có một cái bình an gì Lạ lắm Mà quý vị biết quý vị niệm Phật lâu ngày Cái người mà yếu bóng vía mà sợ ma Sợ này sợ kia niệm giết rồi cũng hết rất là lạ niệm giết rồi tự nhiên mình rất là an tâm đây là 100% luôn quý vị ai mà trong ngồi trong đây mà sợ ma đó vì chăng thật vì tin phật niệm phật với đi viện của sợ ma mà cái nguyên lý mình không sợ ma là ngay chỗ này nè vì ma là người ta đang nhờ mình giúp mà người ta nhờ mình giúp mà mình đi sợ người ta nguyên lý này có không kỳ cục ý giống như ma là người ta đang ở trong một cái cảnh giới khổ ma là đang khổ hiểu chưa còn gọi là cô hồn là một người chết chưa siêu cô đơn khổ tâm người ta đang đợi chờ mình giúp đỡ cho người ta được siêu thoát mà mình đã đi sợ ma cái nguyên lý này nó lạ thì nên cái người sợ ma là cái người yếu bóng giết nên chúng ta khi niệm phật giết rồi con người mình tự nhiên cái khí lực của người nó mạnh mẽ lên nó cái sức khỏe của người mình và cái tâm lực mình nó mạnh lên và tự nhiên con người mình không có nghĩ cái chuyện sợ ma Vì nguyên lý của sợ ma mình hiểu Tại vì ma là người ta đang Đợi mình giúp Mình sợ người ta là nguyên lý không đúng không? đó Nên từ nơi đó mà Niệm Phật giết đừng có tâm sợ ma Cái người niệm Phật mà có tâm sợ ma Người này khó giảng sanh lắm Thật sự Khi vị đã có tâm sợ ma mà niệm Phật Quý vị bị kiên nhẫn tính nguyện niệm Phật Chừng nào hết sợ ma đi Thì cái tâm lực quý vị nó mạnh Còn nếu như vị niệm Phật mà vì sợ ma là cặn tư nghiệp đó, cái nghiệp quan gia trái chủ sẽ áp đặt quý vị được thấy vì sợ nên những đứa đã từng hộ niệm thấy có nhiều người nè mình niệm phật hộ niệm cho họ họ nói ở phía trước có cha mẹ anh chị gì cô chú gì đang đứng ở ngoài trước kìa kêu vô đây đi sao đứng ngoài đó hoài chứ dạ à? thấy không đó à. nên cái người á mà khai thị là gì đừng quan tâm đến niệm phật đi không có sao đâu niệm phật nghe đừng có lo nghe niệm phật đi nghe nó vị coi mà khai thị của đại lão và Thượng tịnh không hộ niệm khi lâm chung và Thượng tịnh không đều người ta hỏi ngày khai thị người ta cứ hỏi Ngài ngày khai thị người ta hỏi ngày khai thị cách nào và Thượng tịnh không cứ nói dòng do Ngài nói cái câu rằng nè khuyên người niệm phật là khai thị chính nhất vì lúc đó là lúc con người người ta rất là bắn loạn nói nhiều với người ta người ta cũng không tiếp nhận được đâu bây giờ đang còn ngồi nghĩ còn khỏe gì này còn nói để phân tách ra để mà mà chúng ta hiểu được nguyên lý để rồi chúng ta niệm phật chúng ta không còn nghi có nghĩa là chúng ta ngồi nói chuyện gì là hiểu nguyên lý Để chúng ta niệm Phật đừng nghi Nguyên lý này là lúc còn khỏe nè Mới nghe Còn khi căng tới nghiệp là chúng ta phải cần quân tập có vật hiệu Nên Đại Lão và thượng Tình Không người nói khai thị quan trọng nhất là gì Khuyên niệm Phật Cái lúc đó không có nói nhiều được Bây giờ, bây giờ đơn giản quý vị cứ nghĩ đi Cái lúc chúng ta bị bệnh đau nhức đầu thôi quý vị Mà ai lại nói nhiều chút nữa mình đã mệt Hoặc bắt niệm Phật mà bắt lớn quý để ý nghe Khi mình nhức đầu nghe Quý vị bắt niệm Phật lớn nên quý vị căng thẳng thần kinh nó mệt nên bắt nhỏ lại Khi mà cặn tử nghiệp hộ niệm cho người ta Niệm vừa vừa thôi Đừng la lớn quá Vì lúc đó thần kinh người ta rất là yếu quý vị à Khi có người gần chết thăng tứ đại đã rời Nó rất là yếu Quý vị phải nhớ một cái quạt quạt nhẹ ngang thôi Thì giống như là đang Đang gọi là giống như làm xé da Xé thịt thôi vậy đó khi thăng tứ đại đã rời đó là gió thổi ngang coi như xé da xé thịt mình vậy đó Ôi, quý vị biết rằng đất nước gió lửa mà khi tan rã không đơn giản đâu quý vị ơi kinh lắm lúc đó mà giữ chánh niệm thì chỉ có cái người thường ngày quân tập tính nguyện niệm phật 100% trăm phần trăm chư tổ sư nói rằng cái người mà khi cặn tử nghiệp mà có thể niệm được có vật hiệu này không phải là sức của mình chư tổ sư nó không phải là sức của mình cái người mà cặn tử nghiệp mà niệm phật được giảng sanh chỉ có cái sức của bộ nguyện di đà gia trì thôi chúng ta không có khả năng nhất tâm niệm phật mà nhờ bổ nguyện quang minh phổ chiếu phóng quang nhiếp thọ mà chúng ta mới có khả năng bình tĩnh tâm mà niệm được câu Phật hiệu khi cuối đời một niệm đến mười niệm giảng sanh nên tại sao mà tôi nghe hiền ngày thành tựu thù thắng như vậy và tôi nghe hiền ngày thành tựu thù thắng là ngay thời gian quân tập niệm Phật của ngài trong thuận và nghịch trong hoàn cảnh nào ngài cũng niệm Phật và niệm thời gian 92 năm có Phật hiệu này ngài đã quân tập quá dày có Phật hiệu trong tâm ngài nên khi cặn tư nghiệp của Ngài Ngài nói rằng là không hộ niệm không chắc ai à. Vì tính nguyện niệm Phật được quang minh phổ chiếu Phật phóng quang nhiếp thọ Con người này mà cặn tư nghiệp mới có khả năng bình tĩnh niệm được có Phật hiệu Nên qua tượng tịnh không người ta hỏi Ngài gì khai thị Ngài đều nói rằng khuyết người niệm Phật là khai thị tù thắng nhất Niệm Phật là khai thị tù thắng nhất Vì sao? Vì lúc đó khả năng bạn không tiếp nhận được Khả năng bạn không tiếp nhận được. Chỉ có một loại người bạn có thể nói với họ vài câu là họ chưa từng quân tập niệm Phật. Mà khi cặn tử nghiệp của họ, họ còn tỉnh táo. Bạn mới nói thế giới cực lạc tốt, chỗ đó tốt, bình yên đi. Những người này giúp đỡ cho bạn niệm Phật. Bạn đừng lo, đừng sợ. Sẽ có Phật a Di Đà cứu độ bạn nhé. Nói họ, dỗ dành họ để cho họ yên tâm. Để họ niệm Phật với mình để cầu sanh cực lạc. Còn một con người đã quân tập niệm Phật thường ngày, thì mình gặp họ, mình chỉ nói một câu. Thường ngày chúng ta niệm Phật, phát nguyện sanh cực lạc. Về thế giới cực lạc mới hết khổ bạn cứ cùng niệm phật với tôi cùng niệm phật với chúng tôi chúng tôi sẽ giúp bạn cùng niệm phật để mà sanh cực lạc chỉ nhiều thôi không cần nói nhiều đừng nên nói nhiều với họ quan vì nói nhiều họ cũng không tiếp nhận được nên nhớ kỹ cái khai thị thù thắng nhất là mỗi ngày được quân tập như vậy ngày nào cũng quân tập như vậy ngày nào cũng quân tập như vậy đó là thù thắng nhất đó là gây dựng tính nguyện cho bạn niệm phật mà bạn không bao giờ bỏ cuộc chắc chắn vì nhớ cái niệm phật này là cái chúng ta cầm theo này quý vị anh tổ sẽ mới nói rằng là con người có để già đi chống bận rộn Mấy ai buông xuống trước khi lìa đời Một trăm phần trăm Cư sĩ sức gia đều bị bận rộn làm cho mình Đến chết vẫn không giải quyết sọc Quý vị biết rằng bao nhiêu con người Bây giờ người ta đang già mà ta đang phải sắp xếp, xếp chuyện gia đình Ta phải giải quyết vấn đề gì con cháu Giải quyết vấn đề gia đình Chưa xong Và bắt đầu đêm nay hay một chút Người ta có thể té ngang Người ta có thể chết bất tử nhưng chuyện giải quyết gia vẫn chưa xong Thì việc này là việc trở ngại Con đường giảng sanh về thế giới cực lạc của chúng ta Nên những đức nói rằng Thời điểm này bản thân những đức Là một cái việc rất tốt Cho cuộc đời những đức Vì cái việc lo người già những đức đã làm xong trách nhiệm của chính mình Làm xong trách nhiệm Nên bây giờ là những đức lo dụng công tu Thật sự mà nói Có những người hỏi những đức Bây giờ chú có tâm nguyện gì Từ bây giờ cho đến hết cuộc đời mình những đức nói tâm nguyện của những đức chỉ có đúng một tâm nguyện đó là mỗi ngày được niệm Phật. Như vậy thôi. Có suy nghĩ rằng tương lai có thể đến một ngôi chùa nào tổ chức những pháp hội nữa hay không? Không. Chỉ có đúng tâm nguyện niệm Phật cùng với Phật tử trên rung như vậy bình thường. Và không muốn đi đâu nữa cả. Thật sự mà nói hiện tại thì những đức ở trong một căn nhà cái cô này cô cho ở thì thật sự mà nói thì ở những đức nghĩ cũng là tạm thờ. Tại vì sao? Vì ở trong căn nhà của cô xanh quanh là nhà xung quanh người ta rất đông. Như thành thị, thí dụ đi. Thì chỉ có ở trong nhà không. Không bước đi ra ngoài vì mình bước ra ngoài làm gì những đức cũng không thích. Hiểu chưa? Chỉ tạm thờ vào một ngày nào những đức sẽ có một chỗ ở và xung quanh có trồng rau và có một hoàn cảnh. Đó mới là chỗ mà cả đời những đức ẩn cư niệm Phật Còn không thể nào như đó, ở trong một căn nhà Đóng cửa Quanh năm suốt tháng giờ ở trong nhà Và những chú đi theo những đức cũng không chịu nổi Tại vì sao vì họ mãi mãi Ở trong một căn nhà như vậy Ra ngoài thì không có việc gì để ra ngoài cả Ở như vậy nên đây gọi là tạm thờ Quý vị biết cái người quyết tâm tu hành Cầu giải thoát Như sư Minh Tệ cũng vậy Họ cũng muốn chọn một chỗ bình yên thôi quý vị Vì danh lợi đối với họ là phù du Họ không còn quan trọng nữa Họ chỉ muốn một chỗ bình yên nào đó để họ tu tập thôi. Đối với khen chê, thật sự bản thân họ cũng không còn quan trọng nữa. Như bản thân những đức từ đây cho tới hết cuộc đời, chỉ muốn có một chỗ ở. Và một chỗ ở trồng rau sống hàng ngày, cuộc sống bình thường. Dù cái nơi đó như thế nào thì cuộc đời của người đó vẫn là bình thường. Thật sự, vẫn là bình thường. Vì sao? Vì mục tiêu của họ là gì? Thế giới cực lạc. Nếu ai thật sự có tâm giải thoát quý vị sẽ biết Dù quý vị ở trong một căn nhà sang trọng vô cùng Nhưng đối với vị rất bình thường không có một cảm giác gì cả vì mục tiêu quý vị là cái bình an của nội tâm chắc chắn quý vị luôn nên những người có tâm tu giải thoát đều có tâm này nên những đức ở đây chỉ tạm thời và một ngày nào những đức ở là một cái nơi có trồng rau thí dụ như cũng cỡ nào cũng bước ra khỏi nhà thì cũng nhìn được ánh mặt trời cuộc sống như vậy thì những chú đi theo những đức mới chịu nổi còn nếu như những đức ở gì các chú đi theo những đức cứ mãi trong nhà những đức gì các chú chịu cũng không nổi nên đây là tạm thời ở Đó là như vậy Nên những đức mục tiêu của những đức bây giờ là Cả đời có một chỗ ở che mưa che nắng Và niệm Phật cầu sanh cực lạc Và việc này tất cả Phật tử cũng khỏi cần phải lo đến Chắc chắn rằng Phật A Di Đà cũng có sự sắp xếp Cho chính mình Khi những đứa bước ra ngoài đều có sự sắp xếp Chắc chắn Thời điểm này là thời điểm rèn mình Mình có thể ở được, tu được hay không Và một ngày nào Phật A Di Đà sắp xếp mình Một chỗ ở như vậy Vì sao? Vì mình không phải là cầu danh cầu lạc nên Ngài sắp xếp cho mình phù hợp với cuộc sống của chính mình Để cho mình cả đời niệm Phật khuyên người niệm Phật Đó là cái mà quý vị Phật tử khỏi cần bận tâm đến những đức Cũng khỏi cần phải lo Thầy con phải gặp thầy để cúng dường Lo cho thầy cuộc sống Đừng quan tâm đến Chắc chắn 100% Ba buổi cơm những đức sẽ có Cuộc sống sẽ ổn định Và những đức sống rất là tốt Không đến nỗi tệ Vì sao? Vì người niệm Phật là niệm vô lượng công đức Nên quý vị khỏi cần phải lo những đức Quý vị cứ yên tâm niệm Phật vui vẻ bình thường chúc quý vị an lạc ai di đà Phật chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi ai di đà Phật ai di đà Phật ai di đà Phật ai di đà Phật